Ok, cái bài này mà không có chú giải là cũng mệt mỏi nha. Bài cái một này, cái Mulan biết này, cái bài này không có nói ai hỏi được gì hết, và trong kinh cũng không có nói rõ cái duyên sự, chỉ nói là có một lần đó Đức Phật này đọc bài kệ này cho ai đó nghe này thôi. Một rễ hai phương diện, ba uế năm môi trường, biển lớn hai hòa, vực xoáy bậc thánh siêu. Sẵn cái này tôi cũng nói luôn là có những bài kệ mà cái kiểu này nè, các vị thấy Đức Phật ngàn ngàn người kể ra một số vấn đề này thôi, làm sao, làm sao, tại sao vậy? Thí dụ như tôi nói chuyện trên cổ trời đó, khi mình ngày giảng về tạng A Tỳ Đàm ấy, ngày giảng tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, tại sao mình giảng vậy ta? Tại sao vậy? Một là ngài chạm vào cái ký ức của người ta về Phật pháp mà người ta đã học, đã hiểu, đã nghe, đã hành trì trong đời xưa kiếp trước nha. Cho nên bây giờ chỉ cần ngài khơi gợi lại là họ nhớ lại hết, họ đọc, phải chạm vào cái suối nguồn của họ là tự động nó bật ra đó. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai mà chính là trường hợp mà tôi đang nói đây. Khi mà ngài nói rằng đây là là khi ngài giảng, ngài nói tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, thì sao? Thì chư thiên họ mới tá quả, chư thiên họ mới tá quả. Và tá quả chỗ này tôi biết có bị hiểu chữ tá quả không? Họ thấy họ đẹp, họ thấy họ sống lâu, họ thấy họ có nhiều người hầu, họ thấy cái lâu đài cung điện của họ nó lớn, nó rộng, nó hoành tráng, nó nguy nga, nó tráng lệ. Họ thấy họ là ông trời con, họ thấy họ là cái này cái nọ đấy. Nhưng mà sao, đến khi mà họ nghe Đức Phật này giảng ba cái là họ nghe họ nản rồi, thì ra cái mà mình thần tượng, cái mà mình ngưỡng mộ, mình thích thú, mình đam mê, mình chìm đắm lâu nay, thì ra trong mắt cái vị Phật này nè chỉ có ba cái đó thôi: tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký. Coi nản không? Quá nản. Có nghĩa là mình tưởng mình là người có thể biết cái đồng hồ mình chưa tháo ra mình nhìn thấy nó đã thiệt á, nhưng mà người tháo cái đồng hồ, tháo cái nắp để đằng sau của nó ra nhìn nó nản lắm, nó le que biết mình biết đồng hồ xài pin chứ nó không có cái gì hết, nó chỉ có như là le que hai ba món nhỏ nhỏ xíu rồi nó gắn cục pin rồi nó chạy thôi, mình nhìn nó mình mới nản. Đôi khi mình gắn cái nắp đó lại mình đeo lên tay nhìn nó cũng sao. Nhất là chiếc đồng hồ mà hao ra người dây ra nhìn nó đã thì mình nhìn nó đủ cái đứng nó tâm nó nản nè à. Thì ở đây họ cứ tưởng họ là cái gì đó, họ cứ tưởng cái vật mà họ sở hữu là cái gì đó rất là ghê gớm. Nhưng mà đến khi Đức Phật ngày 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 vạch trần ra, ngày phê vào nên thấy ở nó như cái ba cái thôi: tất cả lạc thọ, tất cả khổ thọ, tất cả xả thọ à. Hoặc là ngày có một cái chỗ mà là Ajayaga Meno Tap, Ajayaga Meno Niva, Ajayaga Meno Na, Ajayaga Meno Thamma. Có nghĩa là cái mà các con người thấy ghê gớm như vậy đó, thì toàn bộ cái thế giới này nó chỉ gồm có ba cái thôi. Một là Ajjayaga Mino, con đường dẫn đến luân hồi. Ajjayaga Mino là con đường dẫn đến giải thoát. Rồi cái Nivaga Mino, nắp Ajjayaga Mino, và có những cái nằm trong quá, không có nằm trong hai cái đó. Có nghĩa là mình tưởng mình ghê gớm lắm, thì đến khi mình ngày không thích thì mình thấy thế giới này thì ra nó chỉ có là lẫn quẩn có bao nhiêu thôi. Một là đường đọa, hai là đường giải thoát. Một là đường sinh tử, hai là đường giải thoát, không còn gì nữa hết. Còn mình ở trong đời sống mình nào là tiến sĩ, rồi thạc sĩ, là thủ tướng, là giáo hoàng, là tổng thống, là trí thức, là đại gia, là kiều nữ, là chân dài, là người đẹp, là diễn viên, là tùm lum bà la hết. Nhưng mà tới lúc mà trong cái bước vô cái phòng mổ rồi đó, hoặc ở trong cái phòng lab, phòng thí nghiệm của sinh viên y khoa đó, hoặc là vô trong cái chỗ phòng sát của viện đại học, của cái đại học y học dân tộc đó, thì bước vô đó mình mới tá quả à. Thì ra là nguyên chân dài gì đây, mình là làm nó vô đây nó là như vậy đó. Thì bài kinh thì cũng vậy, ngày giảng là một rễ hai phương diện, ba uế năm môi trường, biển lớn 12 họa. Khi mình ngày giảng vậy là cái người nghe họ nản rồi, thấy họ từ cái dùng tưởng mình đi quá, mình tưởng sao tới khi gặp ngày 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 trẻ ra thì mình cũng còn gì hết rồi. Ok, một rễ hai phương diện,
cái chữ rẽ đây đó, chữ Pali là mu, mu lá, mu lá đó là chữ Pali là gốc nha, mu lá là gốc, đó là cội. Nó biết làm sao mình dịch là rẻ thì không biết. Đời sống này đó nó có một cái gốc, thì trong đây mới giải thích thế này. Cái gốc ở đây là chỉ cho tham, tham ái. Gốc ở đây, gốc ở đây ám chỉ tham ái. Tham ái ở đây ghi là tâm tham nha. Tại sao tôi khó như vậy? Là bởi vì nó có chỗ là có nó còn xảy chỉ khác nữa, chỉ ra khác chẳng hạn. Để tham ái khác ái, để chỉ tham ái khác ái. Rồi hai phương diện, thì cái hai phương diện ở đây đó là ám chỉ cho thường kiến và đoạn kiến ha. Hai phương diện ở đây ám chỉ thường và đoạn kiến. Đó. Mà tôi không rõ là bà con còn nhớ cái thường kiến và đoạn kiến không. Thường kiến nó gồm có ba, và đoạn kiến nó cũng gồm có ba. Tôi nhắc lại cho những người, tôi nhắc lại cho những người mà quên nha, hoặc là mấy người mới vô bữa nay. Thường kiến là cái gì? Một là tin có một cái tôi, có một cái mình self, được gọi là soul, một cái linh hồn, nó đi từ đời này qua kiếp khác, mà thật ra nó không phải như vậy, mà là chỉ có cái nhân nó tạo ra quả, rồi cái quả đó nó tiếp tục là nó tạo ra cái nhân mới, mà cứ như vậy nó đi hoài như vậy đó, thì được gọi là vô thường vô ngã. Mà vì họ không hiểu cái đó, họ cứ tưởng là có một cái gì đó nó liên tục, nó đi từ kiếp này qua kiếp khác. Cho nên thứ nhất là tin vào một cái tôi vĩnh cửu, thứ hai là tin vào một cái đấng tối cao, và thứ ba là tin có một cái cảnh giới trường cửu, đó là thường kiến nè ha. Rồi cái thứ hai là đoạn kiến, một là vô hành kiến, chủ trương thiện ác không có, muốn làm gì thì làm, không có cái chuyện mà làm lòng cho quả vui là mát cho quả khổ là gì, không có. Đây là vô hành kiến. Vô nhân kiến có nghĩa là mọi thứ ở đời ngẫu nhiên mà có, không có do nhân duyên gì hết. Rồi cái thứ ba là vô hữu kiến, có nghĩa là phủ nhận toàn bộ những gì mà mình không có chứng minh được trong cái khả năng của mình. Thí dụ như là khuất mặt như chư thiên là không có, thiên đường địa ngục là không có, kiếp trước kiếp sau nhân quả báo ứng không có, cái gì mà tôi không chứng minh được thì cái đó không có. Rồi còn có chuyện mà có ai nó chứng đắc rồi thuyết giảng đó không có, cái gì nó không có, cái gì mà tôi chứng minh không được thì cái đó không có nha. Như vậy đó gọi là vô hữu kiến. Đó phải nhớ cái đó. Cho nên hai cái diễn này làm chỉ cho thường và đoạn nha. Rồi ba uế năm môi trường, ba uế đây là tí mà lắc, đây các vị đó là tí mà lắc, tí là ba, tí nó có cái lạ đó là trong nhiều ngôn ngữ nó giống nhau, như là tiếng Pháp là ba là tô, tiếng Anh là three, tiếng Đức là try, tiếng Sanskrit là tree. Đấy, tí mà là đây có nghĩa là tham sân si. Đấy, tham sân si. Tức là ngày xưa mình thấy là mình nói, nếu mình nói tác quát ra mình cũng có gì hết nha. Bên cho bắt tha răng, tăng cho bắt tha răng ở đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho năm phương diện ở đây là chỉ cho năm dục trần. Viết giùm tôi đi, năm dục trần nha, năm dục trần. Chứ bắt tha ra đây nghĩa là cái sự phơi trải. Bắt tha ra là sự phơi trải, sự phơi trải. Ám chỉ năm dục trần. Ám chỉ năm dục trần nha. Năm dục trần ở đây gọi là ca mới cứu nét. À sáng nay tôi nói luôn, ca mới cứu nét, ca mới cứu nét, ca mát là dục.
phải là còn cái chữ vú đế ở đây đó nó có nhiều nghĩa lắm. Một là ân đức, ngũ ân đức, hai nó có nghĩa là lớp, lớp lan. Rồi cái ba nữa là cái sự, cái sự cái sự kích thích, cái sự nuôi lớn đó. Mà trong khi đó thì trong bản dịch từ Minh Châu là cái dịch là năm dục công đức không à. Tôi nhắc lại không phải là tôi chê ngài Minh Châu, mà tôi phải nói rõ rằng ngài căn cứ vào cái bản Hán Tạng, mà bản Hán Tạng thì họ có khuynh hướng như vậy đó nè. Họ có khuynh hướng họ dịch rất là sát nha, có khuynh hướng họ dịch rất là sát nha. Cho nên là cái chữ mà chữ vú ná đây nó rất là nhiều nghĩa, thì đặc biệt là nó có cái nghĩa ở đây, có nghĩa là nó làm cho phát triển. Cái chữ cam nó cũng nát này kia là nó làm phát triển lòng dung à, chứ mình chỉ là dung công đức nghe nó rất là kỳ nha, rất là kỳ. Để họ dịch sát bản Hán Tạng, cho nên các bạn có chữ cũng nát này kia là làm cho phát triển cái gì đó, nó làm là phát triển. Như bây giờ mình cái chữ cũng nát nó còn lấy một cái nghĩa đó là chữ cũng nát là lớp. Thế dụ như mình xếp một cái miếng vải, mình xếp một chồng lên đó, thì chính mình cái chồng lên từ một lớp hai lớp mình chồng à, chỉ chồng chất. Đúng rồi, chữ cũng nát là sự chồng chất. Đúng rồi, làm ơn hay quá, sự trồng chất nha. Chữ hay nhất cho nó đúng ná, đây là sự trồng chất. Sự trồng chất năm cái dục, năm cái món mà nó tạo ra sự trồng chất nha. Làm ơn nghĩ thì tôi nghĩ là quá hay, bởi vì nó nghĩa là lớp nữa. Chữ muốn ná nghĩa là cái lớp thì cái áo mình, ví dụ như trong chính trình có chữ là chất tức muốn năng là bốn lớp. Các vị sư chỗ nào tôi sẽ nói rõ cái này. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn sau buổi giảng cảm thấy đau lưng, đã xếp tư là xếp làm sao, cho túc của năng sanh ra tình, đã xếp tư cái tăng nhà lê, xếp thành bốn lớp để mà trải xuống mà nằm. Và ngày giải rằng giải lưng tôn giả sẽ phát này sẽ là phát chúng vị kheo chưa có buồn ngủ, thôi thì hãy thuyết giải cho chúng vị kheo Như Lai đã mỏi lưng, Như Lai cần nằm nghỉ một lát. Cái đoạn kinh này được nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần ở trong chánh kinh nha. Cho nên ở đây có người làm ơn nhớ dùng là cái chữ cuốn ná trong trường hợp mà ca nó cuốn ná mình phải dùng là sự trồng chất, giống như là cái tức của nó là bốn lớp vậy đó. Chứ mình dùng là chung công đức nha, rất là kỳ nha. Vì vậy thì năm dục, năm cái phương diện bất cả đó là năm cái sự phơi trải, ở đây là chỉ cho năm cái dục trần. Còn hỏi dục trần ở đây tiếng Bali kêu là gì? Dục trần ở đây là tiếng Bali kêu là ca nó vú ná, tức là năm cái món mà nó làm trồng chất nhà cái tham dục. Nè, là mong nhớ những cái đó nha. Và ở đây tôi cũng xin nhắc luôn một người, đó là Thiện Nhân, có một cái công rất là lớn mà cái chuyện mà sưu tập tự điển. Nhưng mà tôi cũng phải nói thêm là tự điển, chỉ riêng tự điển Anh không đủ luôn nha, là mới đọc dùm trong ti ca. Đây có hai nguồn, một là nguồn ti ca hay là và nít đề sát. Chứ còn mình cứ ôm không có gì thảm cho bằng, chạy ôm mò mắt ôm mã, mình chạy thì cả mắt thì con, mình tránh cỡ dưa cỡ dừa. Cứ như là trong một cái chặt hẹp này mình giải nít chặt hẹp này mình lấy đi kiếp một cái chặt hẹp khác. Mà đã giờ thấy chi công sai là thấy ớn, rồi công sai là thấy là thu gọn nha. Rồi một chuyện nữa đó là năm dục công, năm cái dục trần ha, năm cái dục trần điểm lớn 12 đọa. Đâu chỗ nào thì tôi phải trở lại cái đoạn nó đi xa lắm rồi. Chánh kinh đâu à, đúng rồi, Samut Đăng Đoa Sa Phát Tăng. Điểm lớn 12 đọa ở đây là
tôi gọi là biển lớn là bởi vì sao? Là bởi vì sáu căn á nó không thể nào làm cho đầy được nha. Sáu căn thì không thể nào làm đầy được, sáu căn thì không thể nào làm đầy được. Giống như biển, nước non sông đổ về thì cũng không thể nào mà làm cho đầy được biển lớn, thì sáu căn mình cũng không có cách chi mình làm cho nó đầy được hết. Nên gọi là apari apurani yathina samuddo, gọi là biển lớn. Đây là vì nhắm đến cái ý nghĩa là không cách nào mà làm đầy được. Người ta nói là bao nhiêu anh hùng không thể làm đầy ánh mắt gian nhân là chỗ đó. Là chỗ đó là cái chỉ một cái tức là mấy cái nàng nhìn bao nhiêu cũng còn thấy thiếu. Trong kinh là dẫu cho mưa bạc mưa vàng cũng không đầy nổi tướng tham của người. Đó là trong kinh pháp cứu nói đó, dẫu cho mưa bạc mưa vàng, bây giờ vàng mình đi kiếm từng chỉ từng phân từng lượng đúng, nhưng mà nếu bây giờ mà mưa mà nó đổ xuống ở nhà mình 20 tấn vàng thì có đủ hay không? Tôi nghĩ chưa đủ. Mình có 20 tấn thì mình muốn có thêm 20 tấn khác nha. Cho nên là đối với sáu căn nó không cách nào làm đầy hết. Rồi 12 vực là chỉ cho cái vực sâu, cái avatar là nước xoáy. Avatar đây là chỉ cho nước xoáy, là chỉ cho 12 xứ. 12 xứ tức nghĩa là 6 căn, 6 cảnh. Là chỉ cho 12 xứ nha, 6 căn 6 cảnh 12 xứ, cái vực xoáy. Tức là chúng sanh cứ bị cuốn hút vào trong đó, không có ra được. Cứ bị cuốn hút không có ra được. Rồi tiếp theo là vực xoáy, vực thanh siêu. Mất tiêu rồi. Ba ta la, cái này nếu mình dịch theo chữ Pali á, nếu mình dịch theo cái bản Pali như là sẽ phải dịch như thế này nè. Nếu dịch bản Pali đó là phải dịch ngược lại hết. Nếu là bản Pali đó là phải dịch cái câu này là dịch không thể hiểu theo bản tiếng Việt, mà bây giờ tôi dịch lại theo bản Pali nè. Kẻ cầu đạo vượt, kẻ cầu đạo phải là người vượt qua được, đó phải qua được tất cả một gì, nó vượt qua được, vượt qua rồi phải xuyệt một cái, cái chữ nó còn nói là giải quyết. Giải quyết được một cội khổ. Cội với cội là dấu một cội khổ. Hai vấn đề. Một cội khổ tham ái, rồi cái gì nữa, hai tà kiến, rồi cái gì nữa, mười hai xứ, sức của 12 xứ. Là những đại dương và vực thẳm. Đó, cái bài kể đó. Bài kể nó nếu mà dịch lại, dịch như vậy. Theo tôi dịch như vậy. Và ở đây nó có một cái chữ này, quý vị phải để ý thế này. Cái chữ ý xí ở đây nè. Chữ ý xí ở đây. Ngài Minh Châu là thường dịch là ảnh sĩ hay là tiên nhân. Rồi cái chữ ta có sát lại được dịch là đạo sĩ nha. Đây sẵn đây tôi nói luôn hai chữ này, tôi cho là vì hai chữ này là đọc trong kinh Pali gặp rất là thường, rất là thường. Rồi cái chữ Paripataka
ít ba trái cái mà dịch là du du sĩ nha. Thì ở đây tôi muốn nói lên cái này, cái ta ít ba trái cái thì là du sĩ là ok, nhưng mà riêng về cái chữ ảnh sĩ hay chữ ý sĩ đó là dịch ý chứ không phải là dịch chữ. Chữ ý sĩ ở đây nó từ cái chữ e e sa tí là kiếm tiền. Như vậy thì chữ ý sĩ là cái người người tầm đạo, người đi tìm một lý tưởng sống cao cả. Chữ ý sĩ nó tự e ra chữ đi tìm, nghĩa là người đi tìm đạo. Còn cái chữ ba bát sát, chữ này tại sao tôi nói quan trọng là bởi vì gặp hoài nè. Chữ ta bát sát nó từ cái chữ tắc bát, có nghĩa là sự nhiệt cần, nhiệt cần sự nỗ lực đó. Sự đốt mình để theo đuổi lý tưởng giải thoát. Dễ sợ như vậy, nó chỉ tóc sát có nghĩa là nó tự chỉ tóc bắt, có nghĩa là sự nhiệt cần, có nghĩa là đốt mình để theo đuổi. Tại sao gọi là đốt mình? Có nghĩa là trước khi mình đi tu, trước khi mình làm cái người thì gọi là đạo sĩ, là bởi vì là những người xuất gia mà không có trong giáo pháp của Đức Phật. Một là không nhầm thờ, một là không nhầm thờ Phật, hay nếu là nhầm thờ nhưng mà họ không có duyên để đi xuất gia thì họ đi xuất gia riêng với mình, họ đang trừng ở mình vậy đó, gọi là tapasat. Mà tại sao gọi là đốt mình? Đốt mình có nghĩa là họ đi ngược là tất cả những cái sở thích trước đây của người cư sĩ. Và tapasat đó theo đúng cái nghĩa đó là cái vị mà giữ sáu giới, giữ sáu giới là năm giới thông thường, thế rồi cộng với giới không ăn sau giờ ngọ, tất cả là sáu giới. Cái đạo sĩ là thứ thiệt, cái là phải như vậy. Cái này năm giới thông thường, một cái ngũ giới mình nó cộng với cái giới không ăn chiều rồi sáu. Thì chữ ta bát sát này nó tự chữ tập tác, có nghĩa là nhiệt cần. Tập tác tập tê tí là thiêu thiêu đốt, tập tê tập tê tí, tập tê tí, tập tê tí là thiêu thiêu đốt. Thì từ đó nó mới ra chữ ta bát sát là cái người mà đốt mình để theo đuổi cái đường giải thoát. Chứ còn nhiều ý sĩ là cái từ đó. Còn cái chữ đạo sĩ đó là cái chữ mình mượn rất là bậy, là bởi vì chữ đạo sĩ này là cái chữ từ ra đạo đây, tức là đạo sĩ đây nghĩa là cái tu sĩ. Và theo lão giáo, theo đạo giáo, chúng ta biết rằng cái gốc của đạo giáo là gì, là cái Nguyễn Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Hai quyển này là chỉ thuần túy là những quyển sách mang cái cách tư tưởng triết học thôi. Phải nói là nói với riêng tôi, người đang nói chuyện đây, thì đối với tôi đây là đỉnh cao trí tuệ của Trung Quốc. Hai quyển đó đối với tôi đó thì đó là đỉnh cao đó, nó rất là gần Phật giáo. Thượng tọa Hòa Thượng Viên Minh nó đặc biệt là rất là mê cái quyển Đạo Đức Kinh, và ngài đã có viết một cái quyển so sánh Đạo Đức Kinh với Phật giáo nguyên thủy nha, các vị có thể tìm đọc trên internet. Nhưng mà đó là một chuyện khác. Ở đây tôi muốn nói rằng cái đạo, cái chữ đạo sĩ đây là mình mượn của tàu mình xài. Chỉ có nguyên thủy đó thì đạo đạo sĩ đó, nó chính là một theo cái lý tưởng của cái người mà bạn làm trương trương đạo lăng đời nhà Hán. Ông căn cứ vào cái Nam Hoa Kinh của Trang Tử và Đạo Đức Kinh của Trang Tử, ông mới hình thành ra cái biến cái nền tư tưởng, có trở thành ra một cái thứ kiên lĩnh tôn giáo, một cái thứ kiên lĩnh tín ngưỡng, tạo ra một thứ đạo để cho người ta theo, gọi là đạo giáo. Rồi từ đó đó nó lầu ra là cái chuyện mà cát hồng mà chủ trương là luyện đan, tức là nấu thuốc để mà tu cái phép trường sinh bất tử vậy. Chứ còn thật ra thì chúng ta nhớ rằng đó là
cái tinh thần nguyên thủy của tôi đó là lạc đề, nhưng mà sẵn đây là cái bách khoa không phải không nhóm, là cái đạo sĩ có nghĩa là như vậy đó, có nghĩa là cái người tu sĩ mà theo lão giáo, mà cái người đầu tiên mà lấy cái dựng mượn cái tư tưởng của Nam Hoa Kinh và Đạo Đức Kinh để làm ra cái đạo lão đó, chính là ông Trương Đạo Lăng. Ừ. Rồi về sau rồi có tới Cát Hồng là cái người chủ trương cũng theo đạo lão, nhưng mà luyện đan thuốc để mình được trường sanh. Rồi đến đời tống chúng ta có Trường Xuân Khu Sĩ Cơ. Khu Sĩ Cơ là nhân vật có thật, như là Vương Sĩ Nhất, Tôn Bất Nghĩa là những nhân vật có thật, những nhân vật có thật mà Kim Dung mượn vào để viết để dự dựng lên là Thất Tử Đoạn Tranh. Cái thật ra Khu Sĩ Cơ là nhân vật có thật, cũng là cái người theo đạo giáo. Ông này cũng rất là được thành các tư hệ trọng vọng. Thì tôi nhắc lại, chỉ đạo sĩ có nghĩa là người theo đạo giáo, mà cái đạo giáo đây là tu hành theo cái tinh thần của Nam Hoa Kinh Lão Tử, mình Nam Hoa Kinh Trang Tử và Đạo Đức Kinh Lão Tử, chứ không mắc mới gì đạo Phật, không mắc mới gì đánh bộ hết, đánh bộ không có cái vụ đó. Nhưng mà các ngài ngày xưa không biết vì lý do nào, có vì các ngài là dịch tạm thời dùng cái chữ đạo sĩ để chỉ dùng cái chữ tạm bá sát, nên mình xem những cái quyển kinh Việt Nam, kinh Nam Tông mà tiếng Việt thì thường thấy cái chữ đạo sĩ để xin nhớ rằng cái chữ đó là chữ sai nha, chữ đó chữ sai. Ok, bây giờ xong rồi đó, bây giờ bữa nay dù muốn gì không tới đây, tôi đã đi quá giờ rồi. Cảm ơn các vị, đặc biệt là viết cha thiện nhân đã có một công rất là lớn, đi sưu tập tài liệu cho bà con này rất là tốt. Hay quá, mà tôi thích như vậy. Khi mà tôi giảng cái gì thì quý vị mới làm ơn tìm cái chủ chứng minh cho tôi nha. Ngày mai này mà lỡ tôi có trăm tuổi ngồi đọc cái này mới thấy nhớ ngày xưa có một con người rất chịu cực vậy đó bạn. Xin